mới đây trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ việc rất đáng chú ý xảy ra với trẻ nhỏ. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 2 tại Biên Hòa, Đồng Nai, được camera an ninh của nhà dân ghi lại. Vào thời điểm này, một cháu bé đang đứng trước đầu một xe tải. Tài xế bị khuất tầm nhìn nên đã cho xe di chuyển, khiến cháu bé lọt vào gầm xe tải. Rất may, tài xế đã kịp nghe tiếng hô hoán của người lớn và tiếng khóc của bé nên đã kịp thời phanh xe lại. Vụ việc một lần nữa cảnh tỉnh các vị phụ huynh cần chú ý khi trông nom con trẻ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Mới đây, tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe tải và xe container. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 10 phút ngày 12 tháng 2 tại km 289+800 quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn phường Bắc Sơn. Camera an ninh đã ghi lại được cảnh chiếc xe tải đang sang đường bị xe container chạy tốc độ cao tông mạnh ngang sườn, khiến cho chiếc xe tải bắn lên vỉa hè lao vào nhà ven đường. Cú tông mạnh khiến cho chiếc xe tải bị hất tung rồi bay lên vỉa hè, phá hỏng một đoạn hàng rào của nhà dân bên đường, kính xe tải vỡ nát. Rất may, vụ tai nạn giao thông không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe tải hư hỏng nặng.